Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2014 và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu mặt hàng thuốc lá, Ban Chỉ đạo 389 Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu mặt hàng thuốc lá, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền gắn với kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên thị trường đã được kiểm soát hoạt động buôn lậu thuốc lá và đã ngăn chặn có hiệu quả ngay từ bước đầu. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn Lạng Sơn, hầu như chưa có thuốc lá ngoại thẩm lậu từ các tỉnh phía Nam vận chuyển vào khu vực biên giới và địa bàn. Một số vụ buôn bán thuốc lá lậu mà lực lượng quản lý chức năng phát hiện vừa qua được xác định là hàng vận chuyển từ các tỉnh khác sang với số lượng nhỏ lẻ. Mặc dù vậy, công tác chống buôn lậu thuốc lá vẫn tiếp tục được Lạng Sơn triển khai một cách đồng bộ từ nội địa tới biên giới, chủ động chặn nguy cơ hình thành điểm nóng. Tuy nhiên, hoạt động buôn bán thuốc lá vẫn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp do lợi nhuận cao, sức tiêu thụ trong nội địa khá lớn, nhất là thời điểm gần Tết Nguyên đán, nên là vận chuyển thuốc lá lậu qua địa bàn có thể gia tăng. Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng và Ủy ban Nhân dân huyện tăng cường hơn nữa trong công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trong thời gian tới. Khi có cái chỉ thị 30 thì chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch 681 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc chống buôn lậu đối với mặt hàng thuốc lá. Cái tổng số vụ chúng tôi phát hiện bắt giữ là trên 28 vụ, trong đó là khởi tố 2 vụ và cái xử phạt hành vi phạm hành chính là 26 vụ với số tiền là trên 28 triệu đồng và cái trị giá hàng hóa tịch thu xử lý là trên 650 triệu đồng. Là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác điều tra, trinh sát, nắm tình hình, xác lập các chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu buôn bán thuốc lá nhập lậu để khởi tố, truy tố theo quy định. Lên kế hoạch cụ thể cho lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời và xử lý các đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên các tuyến đường bộ, đường sắt. Chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng thường xuyên tham gia buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu. Thực hiện chỉ thị 181 của công an tỉnh là giao cho phòng PC6 đấu tranh các đối tượng buôn bán vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Thì trong năm 2000 vừa qua thì đội 2 đã là đơn vị chủ công và quyết liệt đấu tranh phát hiện 7 vụ và xử phạt 4 vụ bằng 4 đối tượng với số tiền vi phạm hành chính là hơn 200 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo với các đồn biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát ở khu vực biên giới, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cư dân khu vực biên giới không tiếp tay vận chuyển, mua bán thuốc lá nhập lậu, có biện pháp quản lý hiệu quả đối với các đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới, tham gia vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Kết hợp với Cục Hải quan Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua các cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu, các đường mòn, lối mở, khu vực địa bàn kiểm soát của hải quan, xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các cá nhân, đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá. Triển khai cái chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi đã triển khai đến tất cả các tổ đội trong quá trình thực hiện làm thủ tục hải quan cũng như giám sát và kiểm soát công tác chống buôn lậu, cũng như trong công tác phối hợp giữa các lực lượng có chức năng chống buôn lậu trên địa bàn như quản lý thị trường và lực lượng biên phòng. Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với lại cấp ủy chính quyền địa phương làm công tác tuyên truyền đến bà con để là nâng cao công tác phòng ngừa. Từ công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 đều xác định rõ trách nhiệm của chính quyền các huyện, thành phố. Trong đó nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình trạng buôn lậu thuốc lá trên địa bàn mình quản lý. Việc tăng cường trao đổi với các cơ sở, ngành liên quan, các lực lượng chức năng về tình hình phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, tổ chức đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để có kế hoạch phối hợp kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu thuốc lá tại khu vực cửa khẩu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu, đồng thuận và không tham gia
tiếp tay cho hoạt động buôn lậu thuốc lá, nâng cao tính răn đe, càng được đẩy mạnh, ký cam kết đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu thuốc lá. Ban chỉ đạo 389 của huyện Văn Lãng đã xây dựng kế hoạch, triển khai và chỉ đạo đến các lực lượng chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt công tác phòng chống thuốc lá nhập lậu và tổ chức tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn cũng như là các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu. Thực tế trên địa bàn huyện Văn Lãng, công tác tuyên truyền vận động và công tác phòng ngừa làm rất là tốt, do vậy thuốc lá nhập lậu vào khu vực huyện thì hầu như là không có. Trong thời gian tới, Lạng Sơn tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành liên quan về đấu tranh chống buôn lậu nói chung và mặt hàng thuốc lá nói riêng. Tại các tuyến biên giới, Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại những tuyến đường mòn trọng điểm, trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu, phối hợp tốt với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá trong nước trong việc cung cấp thông tin thuốc lá giả, thuốc lá lậu để có biện pháp ngăn chặn và xử lý.